tin sốc. Toang rồi Vedet ơi, không phải là giảm mà là phế luôn. Cụ thể, xóa khả năng miễn khống chế của Genit Vedet. Khi lắp vòng cô nàng sẽ không còn được miễn khống chế nữa, nhưng vẫn được hồi máu và gây sát thương lên tướng. Dễ hiểu hơn, giờ anh em đang lắc vòng vẫn chịu không chế cứng và không thể di chuyển cái nịt hay tốc biến để có thể tối ưu cú lắc vòng hồi máu đeo bám tướng địch. Và tất nhiên kẻ địch dễ dàng né và ao chiêu. Anh em nghĩ sao về cú giảm Vedet này? Vậy thì chờ gì, lên tngshop.vn mua ngay tài khoản có Vedet và bộ trang phục tuyệt vời của Vedet để chúng ta cùng chiến game thôi. Đó mặc dù là thông tin trên máy chủ thử nghiệm, còn thời gian update là khi nào chúng ta cùng chờ nhé. Bởi vì rất là nhiều vị tướng có cập nhật trên máy thử nghiệm nhưng sau đó không cập nhật bởi vì chuẩn bị bán skin rồi anh em ạ. Ui, thanh niên Mina này chưa gì đã định phá rồi. Thôi chúng ta farm chậm một chút nhá, không vấn đề gì cả. Góc trái mình của anh em là cái đồ và trang bị sử dụng trong trận đấu hôm nay. Nói chung là trận đấu nào ấy thì chẳng game đều có mấy cái lối đồ nó khác nhau một chút. Ví dụ như trong trận đấu này, khi mà nhìn thấy kẻ địch cái lượng sân phép không phải dạng vừa, nên ở những slot cuối ấy, chảm game có một lên một đồ thủ nha anh em nhá, tránh tình trạng là bị bốc hơi quá sớm. Và nếu mà chỉnh sửa như vậy ấy, thì chảm game nghĩ rằng Vedet chắc chắn vào chuồng gà. Trước đây Vedet từng xuống đáy xã hội một lần rồi khi mà cái nội tại tăng lên tận 5 điểm. Còn bây giờ khi mà xuống 4 điểm, tự dưng cô nàng sau khi chỉnh sửa cả chưa 1 chưa 2 lập tức hot liền hà. Nhưng mà nếu mà sắp tới nội tại mà ăn khống chế, nguy cơ toang quá là cao luôn. Bởi vì tất cả mọi thứ của Vedet ấy nằm ở trong cái nội tại này. Ví dụ như là trừng trị ăn mục tiêu không sợ bị khống chế nè, đó chính là nhờ nội tại. Băng xả ra tranh nhờ nội tại luôn. Ui, sợ quá Aoi ơi. Anh em đâu rồi, hô ra. Chiều cuối xử lý cái thằng xạ thủ nó trước. Ui thôi, cân hai luôn anh em. Đẹp quá tuyệt vời luôn. Cân được nha anh em nhá. Đó là sức mạnh của Vedet đấy anh em ạ. Lâu lâu thì mới có thể làm một pha cân 2, cân 3. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn đội bạn đã diễn hộ tôi nhá. Đùa cho tôi anh em ạ. Có phải là top gì đâu mà đòi diễn đúng không ạ? Ad ơi, trang phục nào là xịn sò như vậy? Giống như là TNG sử dụng trang phục tinh hệ cho Vedet đi, thì Chảm Game thích sử dụng cái bộ trang phục này. Giống như là anh em xem TNG thích đánh floor tinh hệ đúng không ạ? Thì Vedet đồng dạng là tinh hệ. Các bạn có muốn một cái tài khoản có những bộ trang phục ưa thích của mình không? Nhớ nhá, trang phục xịn nhất là trang phục mình dùng để chơi. Và Vedet của Chảm Game là tinh hệ đồng dạng vậy. Anh em nào mà muốn có một tài khoản nhá, có cái bộ trang phục theo đúng ý thích của mình ư, lên ngay tngshop.vn nhé. Lựa chọn tài khoản kèm trang phục tùy ý thích luôn. Lâu lâu pờ một tí anh em ạ, quảng cáo một xíu, kiếm tí mì tôm đúng không ạ? Ui, lại đánh nhau kìa. Nhưng mà tôi ở Senia tôi cũng sợ nha anh em nhá. Trận đấu này là hơi bị hoành tráng luôn. Gọi là bách chiến bách thắng, tức là gặp lão ánh. Bởi vì có Senia, sợ gì đúng không? Chỉ cần có cái chấm xanh trên đầu của Senia thôi, lão ánh thôi. Tiếp cận nè, làm chậm nè, khó chịu chưa? Đó là cái bùa đỏ của Vedet đó anh em. Rất là lợi hại khi mà chúng ta cầm Vedet đi sừng. Đây là một vị tướng trong tier 1 nha anh em nhá. Nhớ nhá, tier 1 trong giải đấu tức là hot cả rank và đấu giải luôn. Thực sự thì Chảm Game khá là thích Vedet và Chảm Game từng nói rồi. Thì cũng rất là nhiều anh em đánh Vedet như là Tổng thống Vedet này, rồi rất là nhiều top 1 Vedet khác. Thì bản thân Chảm Game thì chắc chắn là không phải là một top 1 hay là một best Vedet rồi. Bởi vì lâu lâu mới chơi thôi. Nhưng mà chắc chắn cầm con này ư, cực kỳ dễ gánh team luôn cho anh em đó. Ad ơi, Lavi và Elsu con nào kèo trên vậy? Với Chảm Game ấy thì Elsu được bàn tốt chiêu 2 là kèo trên nhá. Tấn công luôn, cấu đỉa từ từ thôi nha anh em nhá. Bởi vì mình cũng chẳng biết là cái thằng Senia nhà mình ấy thì nó đã hồi cái hóa giải chưa. Bây giờ sẽ ra mid để farm nè. Các bạn nhớ nhé, ở giai đoạn trước thứ tư này thì các bạn hãy cố gắng gì nhỉ anh em, đợi thằng mid ra và farm chung đấy. Ui, nhân văn đấy các bạn anh em. Nhớ học hỏi nha anh em nhá. Chơi như Chảm Game ấy chắc chắn đồng đội yêu, đồng đội quý luôn. Và yêu quý mức độ là ở tầm giữa và cuối game ấy thì nó mới là xin mùa xanh, chứ không phải là xin mùa xanh quá sớm. Bởi vì đi với một Vedet nhá, chút mà tôi lên xong cái thương long nè. Bây giờ lên dìu trước nhá anh em ơi, lên dìu trước nhá. Có thương long ấy thì đánh gọi là tuyệt vời đúng không anh em? Nhiều anh em có hỏi là lên kiếm được không Chảm Game ơi? Được quá luôn, nhưng mà mỏng quá anh em ơi, mỏng thế không chơi được. Một chút dự đoán, ui, tí là mất mùa xanh anh em ạ. Trời ơi, thằng khốn nạn Inomie. Sợ thực sự. À quên nói với anh em nhá, nâng chiêu Vedet ấy có hai cách. Một là nâng max chiêu 2, một là nâng 2 là nâng max chiêu 1. Cả hai cách này đều đúng, tùy theo cách chơi của anh em. Đặc biệt các bạn đi rừng ấy có thể nâng max chiêu 2. Lượm tốt lắm anh em ạ. Như thế này chẳng ăn. Ui, ao nhanh đấy. Zata mùa này búp ngầm phải không ép? Dạo đi đánh gặp nhiều quá. Tiên gì nghĩ là không.
mà cái búp ngầm của nó có thể là tăng thêm cái độ sôi động khi mà ra cái bộ trang vô trà Gia Tà 6 tuổi. Bật mí với anh em là Trảm Game mà không có mua cái bộ trang phục Gia Tà 6 tuổi nhé. Bởi vì sao? Bởi vì gà rán tặng thẻ thử, đánh chán rồi. Mình nhiều trang phục lắm rồi anh em ạ, đánh suốt không hết. Bây giờ cũng không có nhu cầu để mua thêm trang phục, trừ bộ trang phục 6 tuổi của Red sắp tới chẳng hạn, nhìn hơi bị xịn luôn. Anh em cần biết được rằng team mà có các vị tướng kiểu như Lavi hoặc là Slim ấy rất là có lợi ích khi các bạn đi gank, bởi vì nó chỉ cần mở ra tranh bằng phun lao cơ khí hoặc là một quả đạn thần quang thôi, hiệu quả cực kỳ, dễ chơi cực kỳ luôn. Và quan trọng hơn ở trong meta này ấy, đội nào senior đội đó cực kỳ có lợi thế. Thứ nhất không sợ hợp đan nè, thứ hai băng xả chơi thôi anh em ơi, vào. Ui, đồng đội đâu rồi? Cái ông Chrissy không chịu nhìn như thế này. Ông Slim thì cũng sợ quá, không dám vào luôn anh em ạ. Anh em phải mạnh mẽ lên, đúng không ạ? Team mà có Senni ấy, anh em đừng có sợ cái quần què gì cả. Vào là băng trụ oánh tới tấp luôn ạ. Đây, tôi dứt điểm thằng này nè. Ui. Ê, trời ơi. Tính không đủ đam anh em ạ, tính không đủ đam. Ui ui. Nhưng mà anh em thấy không? Và đấy mà tôi không rút có khi lại lên bảng điểm số luôn rồi chứ đâu nào người ta bảo rồi. Người tính không bằng trời tính. À, Tiên Diêu thì giải thích cho em là tại sao các vị tướng phép rất là có lợi thế ở giai đoạn đầu game như là Elan và Kenaxia 1, đơn giản thôi anh em. Như bạn khán giả ở Trảm Game giải thích này, tức là sao? Tức là tướng ấy, tướng địch là luôn có một cái hệ thống đó chính là giáp và giáp phép, mà giáp phép luôn ít hơn giáp. Đó là lý do vì sao mà ở giai đoạn đầu và giữa game ấy, vị tướng nào thể gây cái lượng sát thương phép mà lại có cả công vật lý ấy thì rất có lợi ích. Tức là kẻ địch rất là khó khắc chế. Còn cái mục tiêu như là Rồng Tà Thần ấy thì nó sẽ có một cái lượng người ta gọi là lượng kháng phép nó ít hơn so với giáp vật lý. Đó là lý do vì sao nhá, chơi phần trăm máu thành phép nó vẫn lợi ích hơn so với thành vật lý. Đấy, vào. Tuyệt vời chưa anh em? Thanh niên Lavi này sử dụng cái chiêu 2 hơi muộn nhá. Tức là mình oánh luôn mà khi nó vừa dùng xong anh em ạ. lợi thế chưa? Hình như có một câu hỏi mà mình chưa trả lời cho nó trọng tâm lắm, đó chính là Lavi và kẻo Esu. Lavi hoàn toàn đi tốt với kẻo Esu được nha anh em nhá. Và có Lavi ấy, gank Esu càng dễ hơn, bởi vì chỉ cần sử dụng đạn thần quang trúng Esu thôi, đồng đội sồ lên dễ dàng xử lý đúng không nào. Nhưng mà Esu chắc tay nhá thì rất là dễ dàng để ôm trụ đi đường và tránh bị thọt rất là dễ dàng. Đương nhiên về cái kẻo kỹ năng ấy thì kẻo Esu nó kỹ năng cao hơn. Ôi anh Chrissy đánh thế này thì thằng Illumi làm sao dám lên. Thôi đi gank cái thằng Floor cũng được anh em ạ. Đây có Senia nè, đợi Senia choáng chủng các kiểu và tôi dứt điểm thôi. Việc nhẹ lương cao đúng không anh em ơi, việc nhẹ lương cao. Em là một bad Floor, búa nhanh quay tốt, map 1v1 là bố à, tức là không sợ bố con đằng nào đấy. Tức là bạn này là một bad slow 1v1, nhưng mà khi đánh 50-5 hay là đánh 3 người trở lên ấy em bị run tay. Tại sao? Tại vì em đánh 1v1 nhiều quá nhá em nhá. Em vào 50-5 đánh nhiều vào, đánh tầm khoảng hơn 100 trận 50-5 ấy. Tiên Di đảm bảo với em là em thành best floor 50-5 luôn nhá. Tại vì đấy người ta là yếu tố tâm lý, mà tâm lý có thể sửa được không? Chắc chắn là được rồi. Chỉ cần đơn giản là các bạn chơi nhiều 50-5 hơn thôi. Bởi vì các bạn tức là tự lo tự làm nhiều quá rồi đúng không ạ? 1v1 mà, 1v1 chỉ cần đánh và đánh. Tức là ở đó là một kèo kỹ năng, không có sự phối hợp đồng đội. Trảm Game thường hay nói là gì nhỉ anh em? Đây là game gia đình chứ không phải là game một mình nhá anh em nhá. Liên Quân là game gia đình, không phải là game một mình, nên luôn cần có sự kết hợp đồng đội với nhau. Kể cả là một kèo yếu so với Floor và đi ấy, Floor vì Omen đi, Omen xích lại đồng đội vào oánh cho ấy lúc đấy nhá. Kể cả là Floor trên kèo cũng chỉ ở khóc thôi. Đó là lý do vì sao Trảm Game bảo rồi, 5v5 anh em ạ. Đây là 50-5 chứ không phải là 1v1. Đó là hai sự khác biệt. Và anh em thấy đó, Trảm Game có đánh 1v1 bây giờ không ạ? Không đúng ạ. Và Trảm Game có đánh giải trí bây giờ không? Cũng không nốt. Trảm Game chỉ đánh rank đơn thôi anh ạ, đánh rank đơn 50-5 thôi. Vào. Quẩy đi, Senia còn ở đây sợ gì mình, thằng Senia nó bay thằng khác rồi anh em ạ. Bây giờ là biết sợ đấy. Nhưng mà nếu mà Senia còn để lại chiếc cuối cho mình nhá là anh em không sợ bố con đằng nào luôn. Oánh luôn nha anh em nhá, kể cả là 1 cân 5, 1 cân 4 là đánh thật. Đây. Đây choáng thằng này trước đi. Làm nhẹ quả nội tại. Nghe nói Batman sẽ được chỉnh sửa S ơi. Đúng, tiên gì có nghe, nhưng mà các bạn chờ nhá, đợi khi nào cập nhật ở bản máy chủ nhiệm Việt Nam ấy, Trảm Game sẽ test và gửi tới cho anh em. Các bạn thấy cái pha vừa rồi các bạn, ví dụ ở đây đi, đấy, ví dụ ăn mục tiêu đi để mà tránh khống chế và chúng ta có thể trừng trị thế tài dễ dàng thì chúng ta có nội tại. Nhưng sang nếu nha anh em nhá, tiên gì từ nếu mà cập nhật như thế, tức là xóa miếng khống chế của VDS thì chắc chắn viết cảnh xảy ra chính là rất dễ bị ăn khống chế và các bạn không thể quay hòng, tức là không thể quay xích được, hay tay gọi là quay cái nịt đó anh em. Anh em thích gọi là quay xích
hay là quay nịt, hãy comment video nhé. Thực sự hôm nay rất là nhiều năng lượng anh em ạ, rất là nhiều năng lượng mà muốn chia sẻ với anh em. Đặc biệt là cái bản cập nhật vừa rồi tận 23 chỉnh sửa cơ, phê thực sự luôn ấy. Có quá trời cái điều mà Trẻ Em Game muốn chia sẻ với anh em, từ là Murat rồi đến cả VSS và rất là nhiều vị tướng khác. Các bạn từ từ nhá, Trẻ Em Game sẽ gửi đầy đủ cho anh em luôn. Đặc biệt rất nhiều anh em mà bảo là Trẻ Em Game ơi làm về Rodeon đi, ok, có quay clip Rodeon cho anh em sẵn sàng rồi, chỉ là chưa thời gian để mà gửi tới cho anh em. Bởi vì ngày có gửi đến 2 clip thôi anh em ạ, nên anh em nào muốn xem nhiều clip hơn ấy thì thứ nhất ấy là lên trên fanpage Trẻ Em Game TLG nhá, fanpage ở trên Facebook. Và thứ hai ấy là trên kênh TikTok của Trẻ Em Game. Kênh TikTok thì vừa mới làm ok được 2 tuần thôi anh em ạ, nhưng mà cũng 200.000 đăng ký. Đấy, anh em đừng quên lên theo dõi ủng hộ Trẻ Em Game nhá. Và đó là VSS và một cái tin không thể buồn hơn. Các bạn đánh giá sao về cú chỉnh sửa này? Comment video nhé.